Sáng nay, nguồn tin từ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến sự cố tiêm vaccine, đến thời điểm này đã có 3 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine Verocell phòng COVID-19. Hiện vẫn còn 9 người đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và 60 người theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống. 3 công nhân tử vong là Lê Thị Quỳnh, 30 tuổi ở xã Trường Sơn, Nguyễn Thị Sâm, 29 tuổi ở xã Yên Mỹ và Lê Thị Bích, 30 tuổi ở xã Yên Mỹ. Đều là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn giày Kim Việt có địa chỉ tại cụm công nghiệp thị trấn Nông Cống. Ngay sau khi xảy ra sự cố, huyện Nông Cống đã quyết định tạm dừng tiêm vaccine Verocell cho người dân trên địa bàn huyện này. Sáng ngày 25 tháng 11, thi thể 3 trường hợp tử vong đã được bàn giao cho các gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Nông Cống và các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp kịp thời đến thăm hỏi động viên, chia sẻ các gia đình có người tử vong và phối hợp cùng gia đình lo hậu sự. Theo Sở Y tế Đắk Lắk, hiện tỉnh mới phủ được 95% vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho đối tượng trên 18 tuổi. Tỷ lệ tiêm mũi 2 vẫn còn ở mức thấp với khoảng 20% đối tượng đích. Để tạo miễn dịch cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường, thời gian tới ngành y tế sẽ đẩy nhanh tiến tốc độ tiêm chủng, tăng độ bao phủ vaccine trên phạm vi toàn tỉnh. Tỉnh Đắk Lắk có hơn 1.362.176 đối tượng đích là người trên 18 tuổi. Đến nay đã có 95% đối tượng đích đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 và hơn 20% đã tiêm đủ 2 mũi. Hiện ngành y tế tỉnh đang tăng tốc tiêm chủng và dự kiến đến ngày 15 tháng 12 hoàn thành tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho toàn bộ đối tượng đích, đồng thời lên kế hoạch tiêm vaccine cho hơn 191.000 đối tượng học sinh từ 12 đến 17 tuổi vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Song song với cái việc triển khai tiêm vaccine cho người lớn đó, thì trong ngày hôm qua thì Trung tâm Nguyên sóc Bình Tật cũng đã nhận cái vaccine hơn 65.000 liều để mà tiêm cho cái lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi, tức là cụ thể là học sinh cấp 2 và cấp 3. Thì với 65.000 liều này đó thì dự kiến là chúng ta sẽ phân bổ ngay và tiêm cho cái học sinh cấp 3 trước, rồi sau đó thì cấp 2 sau. Để đảm bảo tiến độ tiêm chủng tăng độ bao phủ vaccine phòng COVID-19, tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị Bộ Y tế cấp bổ sung 1,5 triệu liều vaccine để hoàn thành việc tiêm chủng cho tất cả đối tượng đích công dân trở về từ các vùng dịch và trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đặc thù nữa là cái vaccine của Tây Nguyên thì cách đây 2 tuần thì mới tiêm được tỷ lệ rất là thấp, khoảng 30%. Thế nhưng mà sau 2 tuần vừa rồi thì tiêm phủ là hiện nay là trên 90% mũi 1 và trên 20% mũi 2. Thì cơ bản chúng tôi đánh giá về cái mức độ nguy cơ của Đắk Lắk là vẫn tiếp tục là có nguy cơ. Thế nhưng mà hiện nay thì cơ bản là tình dịch của Đắk Lắk là đã kiểm soát được. Tính đến sáng ngày 25 tháng 11, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 7.119 ca mắc COVID-19, trong đó 1.568 trường hợp đang điều trị và 40 ca tử vong. Trong 14 ngày gần đây, toàn tỉnh ghi nhận trên 1.450 ca bệnh mới, trong đó có 1.200 ca bệnh phát hiện trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ trên 82% tổng số ca mắc. Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca mắc trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây tại các phường Đồng Bẩm, Quang Trung thuộc thành phố Thái Nguyên. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chuyên môn đã truy vết được 134 F1, hơn 300 trường hợp F2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngay trong sáng ngày 25 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định triển khai một số biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Theo đó, thành phố quyết định tạm dừng tổ chức tất cả các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tất cả học sinh các trường học tạm dừng đến trường, tổ chức dạy học trực tuyến, tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang về từ 10 giờ ngày hôm nay. Đối với các hoạt động tại chợ, siêu thị và một số hoạt động kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phải đảm bảo giãn cách, đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch.